Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con được sinh khú các bạn, một cặp nè, một cặp được sinh khú. Đây con đầu tiên không lan giá, sải tích nghiêm chỉnh, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Dải đen hai hòn nha. Con này sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Chân móng hoàn thiện, sinh lỡ nha các bạn, sinh khú mới sinh lỡ nha. Cực kỳ lực nè. Gu bật đòn dài. Gu bật đòn dài. Chân móng thì hoàn thiện đây. Đó, được xin nhưng mà xương chà bá luôn các bạn. Dàn xương cối nè, chân kiền khú nè, xe mặt nè, xe lưng nè, nghiêm chỉnh nha các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè, bật gu, xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè, không lan giá nè. Cặp được xin khú nè thì chủ báo giá là 36 triệu các bạn, 36 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, cặp được sinh khú. Đó, đồng kỳ đùi cũng đẹp các bạn, lưng thẳng băng, gu là gu bật, không lan giá. Đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao bao nhiêu nha anh em. Đó, được sinh khú cực kỳ pin nha. Cao 1m2 bò nè. Đây, được sinh khú cao 1m2 bò. Đít nè. Đít cao 1m25 bò. Được sinh khú này cao 1m2, đít cao 1m25. Chân móng hoàn thiện, chân móng sò kiền khú. Dái hai hòn hai trứng đồng luôn các bạn thấy không? Kiếm dậu đồ nghiêm chỉnh nè. Chân móng sò kiền khú nè các bạn. Xương chà bá luôn các bạn. Cặp được sinh khú này chủ báo giá là 36 triệu các bạn. Cặp được sinh khú này chủ báo giá là 36 triệu. Đó, con này đòn dài, bật gu, sải tích nghiêm chỉnh. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Giá 36 triệu cặp được sinh khú này các bạn. Không lan giá nha. Con này là không lan giá chỗ nào nha các bạn. Đó. Không lan giá, đóng kỳ đuôi cực khéo cực đẹp nha. Không lan giá nè, mặt gu nè, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh nè. Đòn dài nè. Đó. Cao 1m2 bò, đít thì cao 1m25. Đó, xin lỡ nha các bạn. Xin lỡ nha. Con tiếp theo. Con này cũng ngang ngang con đó các bạn, cũng được sinh khú luôn. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Yếm dậu nghiêm chỉnh. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Không lan giá luôn nha các bạn, chân móng đồ hoàn thiện nha, không lan giá luôn nha. Đòn dài. Yếm dậu nghiêm chỉnh đòn dài. Đó cái đòn nè. Cũng bật gu luôn các bạn thấy không? Đó, đòn dài. Xương chà bá luôn các bạn. Đó, dạng là được xin lỡ nha các bạn, được xin lỡ nha. Giá 36 triệu các bạn, xe lưng nè, xe mặt nè. Xe lưng xe mặt đồ nghiêm chỉnh nha các bạn. Xe lưng xe mặt đồ nghiêm chỉnh nha các bạn, không lan giá nha. Đó, cặp này đồng đồng nhau các bạn. Giá 36 triệu còn được xin khú nè các bạn, 36 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng sò hoàn thiện hết nè. Đòn dài yếm dầu nghiêm chỉnh nè, không lan giá nè. Sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết. Đó, đòn dài. Xe mặt, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh nè, xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Đòn dài, xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Chân móng được hoàn thiện. Đó, xương cực kỳ cối luôn các bạn. Đó, cặp được xin khú lỡ này thì chủ báo giá là 36 triệu. 36 triệu cặp được xin khú lỡ này các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, chút nữa mình sẽ đòi cận cảnh con này cao bao nhiêu cho anh em thấy các bạn. Đó. Bạn thấy cái đòn không? Đòn dài hết biết luôn các bạn. Đòn dài hết biết luôn. Chân móng hoàn thiện hết. Chân móng hoàn thiện hết các bạn. Đó. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh nè. Đòn cận cảnh cho anh em thấy luôn. Cao 1m2 bò ngay ngón tay nè anh em. Đít nè. Đít cao 1m25. Được sinh khú này cao 1m2. Đít cao 1m25. Đó, vậy là cặp được sinh khú với đồng khích nha luôn nha các bạn. Đều cao 1m2 bò. Đít là cao 1m25 bò. Giá là
36 triệu các bạn, 36 triệu nha. Giá là 36 triệu các bạn, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết. Nó không lan giá, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Đó, sái tích đồ thì nghiêm chỉnh hết. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, giá 36 triệu. Đó, điều cao 1m2 bò, đít cao 1m25. Giá 36 triệu, con này là giá hay hò đen hui nè các bạn. Yếm dậu thì nghiêm chỉnh hết. Không lan giá chỗ nào hết, quyền bò hết các bạn. Giá 36 triệu còn được xin thú nè các bạn, 36 triệu. Đây. Con này cũng cao 1m2 nè, đít cao 1m25 nè. Giá 36 triệu nha các bạn, 36 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp đực sinh khú đồng khích nhau hết các bạn. Điều cao 1m2 bò, đít từ cao 1m25, giá là 36 triệu.